viết tập hợp T gồm các số thập phân. Lấy ví dụ cho lợi cái số thập phân bạn hay biết đi. Ví dụ 30 phẩy 1 đi, đừng có phẩy 10. Tại sao? Phẩy 10 cũng như phẩy 1 thôi chứ hỏi sao. 30 phẩy 1 thôi nha, ở đây dấu phẩy nha chứ không phải chấm phẩy nha. Rồi. Số thập phân là trong đó phải có dấu gì? Dấu phẩy. Dấu phẩy. Trước dấu phẩy là phần gì? Nguyên. Phần nguyên. Sau dấu phẩy là phần gì? Thập phân. Thập phân. Chốt chỗ đó chưa? Chốt số thập phân chưa? Ừ. Rồi tiếp tục, T gồm các số thập phân có mấy chữ số? Có một chữ số sau dấu gì? Phải. Sau dấu phẩy, sau dấu phẩy là phần gì? Phần nguyên. Đúng rồi, sau phần sau dấu phẩy là phần thập phân có một chữ số thôi nha. Một chữ số là có số mấy? Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mấy số? 10 mấy số? Số lượng chữ số chứ không phải là 10 có mấy số? 10 là số có mấy chữ số? 2 chữ số. Đó. Rồi, phần nguyên là số mấy? Vậy T bằng phần nguyên là số 0 nè, 0 phẩy sau dấu phẩy một chữ số đi là số mấy? Ở đây dấu phẩy thôi nha. Phẩy 1 đúng không? Phần nguyên là số 0. Sau dấu phẩy một chữ số. Phần nguyên là số 0. Sau dấu phẩy một chữ số. Tiếp 0 phết. Không phết mấy nữa? 2. Tiếp 3. Không phết 3. Tiếp 0 phết 4. Tiếp 0 phết 5. Tiếp 0 phết 6. Tiếp 0 phết 7. Tiếp 0 phết 8. Tiếp 0 phết 9. Tiếp 0 phết 10. Được không? Không. Lý do? Sao dấu phẩy là số 10 mấy chữ số? 3 chữ. Sao dấu phẩy hả? Sao dấu phẩy? Không được.